Dạ chào mọi người trở lại với kênh Hai Lúa Ngao Du nha. Hôm nay thì buổi tối mình có dịp đi bộ trải nghiệm ở phố đi bộ Cần Thơ á. Thì ở đây là phố đi bộ Ninh Kiều. Đó, ở đây đó, tối rất là nhộn nhịp, rất là vui tươi ha. Bên đây là bán đồ ăn uống ha. Mà đi chung với mọi người. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác không khí ở đây. Thấy rất là thích thú với buổi tối rất là sôi nổi, rất là vui tươi, rất là hào hứng ha. Đây buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn đồ uống, mà bên đây có cái hội chợ triển lãm á, giới thiệu rất là nhiều ha. Hai bên hiệu quán nước đồ ăn đồ rất là nhiều luôn đó. Mọi người có dịp đến đây thì có thể tham quan, mua sắm hoặc là đi du lịch bên Cần Thơ. Hồi nãy mình có dịp mình đi trải nghiệm, mình đi xuống dưới thuê phà, đi xuống thuê chiếc thuyền á, mình đi dài, mình vừa karaoke mà vừa trải nghiệm du lịch ở đây rất là vui ha. Cuộc sống ở đây rất là năng động, rất là nhộn nhịp luôn. Đây mình đi dưới đoạn của mình qua bên Cần Thơ thì tối hôm nay mình có dịp ở lại đây vào ban đêm. Thì đây là lần đầu tiên mình ở lại đây, chứ bình thường là mình rất khi dịp ở đây buổi tối lắm. Thường là mình đi chủ yếu là đi ban ngày, mình đi qua đây có một lần, đây là lần thứ hai ha. Và qua đây có chỗ bán sầu riêng rất là tuyệt vời luôn nè. Phố đi bộ Ninh Kiều, đây có người nước ngoài người ta cũng thích, rất là thích đến đây và tham quan mua sắm ha. Đó, đây mình đi chung với đoàn của mình, mọi người trong đoàn nè. Đó, rất là thú vị ha. Đây mọi người mà về miền Tây thì hãy đi qua Cần Thơ, có nghĩa Chợ Nổi Cần Thơ có nhiều điểm du lịch đó, mình có thể tham quan rất là tuyệt vời. Đây. Đồ bán, nãy giờ mình thấy vòng vòng đây là bán đồ nướng á, cái khu mực nướng đồ món này món kia nem đồ đó, rất là tuyệt vời luôn. Cái này cơm tấm hủ tiếu quá tuyệt vời luôn. Chợ đêm Ninh Kiều. Chào mọi người nha, hôm nay thì mình đi ngang khu vực chợ đêm nè, Ninh Kiều Night Market. Không đi chợ đêm hả? Đi chợ đêm đây. Anh đi chợ đêm không? Đi chợ đêm không? Chút nữa đi ăn. Giờ đi về đi ăn hả? Đi ăn nữa hả? Má bảy cơm trái khô quẹt. Ôi đây ngon nè chị, cơm trái khô quẹt má bảy. Tối nay khóa cửa cho chị, đây ổng đừng có chui vô phòng nha chị. Cơm tấm Sài Gòn. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Ly tì. Đây là khu chợ mua bán đó, là tuyệt vời luôn, chợ Cần Thơ. Đường Hai Bà Trưng. Ôi nãy mình ở đường nào ta? Em không biết luôn á. Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng hả? Chợ Cần Thơ. Ở đây bán dài bán đồ ăn rất là nhiều luôn mọi người. Chè Thái, chè bưởi kìa. Quá trời luôn. Chè đi bà kè bà, bảo trắng kìa ơi. Ôi đồ ăn kìa. Xiên que. Sô rà. Tô sô bô kì. Đông vui quá, để bán đồ ăn quá trời luôn. Nhiều món quá ha. Chị nhớ hồi tối mà đi vô mẹ Nam Hải. Lúc đó em như là người thất thần, nói không nổi luôn. Mẹ Nam Hải hả? Dạ. Hồi đó mình đi đó, vô Bạc Liêu á, mệt. Tự nhiên đầu óc ha. Tối em không biết đó, ủa sao tự nhiên ghé giữa đường kỳ vậy. Ủa bán xôi kìa, hấp dẫn. Chợ Cần Thơ là bến Ninh Kiều.
hết rượu quá hồi tối mình đứng ngay chỗ cái chỗ góc đó là mình không mình sáu đứng ngay trên cho đó nè không dám đứng em đi theo chị em đi bên kia đứng chỗ đó hả em chụp hình cho bà sáu ngay tới đó luôn dạ. Không ngay cái góc mà ngay chỗ bước vô á bây giờ đâu có bước vô đâu đâu hỏi em kéo bà sáu thì sao sao vô đây còn chụp hình rồi chứ ốc nằm oằn mang xí gà tôm đi lên mấy đứa mày đi sang thang mày mày ca nữa tao lấy cây dù cái chỉ vô cái mặt mày đó nghe Thanh. Thôi em kêu chị hát á chị không hát ngồi gì hát quá trời luôn. Vỗ tay thôi gì đâu. Để chà đào chà tắt chà dạy bé chị đi. Muốn mày vừa lên kìa. Bún gỏi già miền miền Tây. Già là gì? Gỏi già là gì? Già thì cái bây giờ bộ để chữ lạ lạ gì thì chờ em chó với Hương nghe nó mặt tả luôn rồi chị. Bộ em chó với Hương nó mặt tả luôn kìa. Hai đứa ăn cái gì mà đi hoài vậy? Để chung đi hay là để đi ăn thôi? Thôi, đi lấy đi ăn thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.